Khi hoàn thành bước trồng sen, tiếp đến chúng ta cần chăm sóc như thế nào để có một chậu sen phát triển tốt? Bạn hãy lưu ý 4 yếu tố sau nhé. Yếu tố đầu tiên là chọn vị trí. Đặt chậu ở nơi có nhiều nắng tối thiểu từ 6 đến 10 tiếng một ngày. Đặt chậu ở nơi thoáng. Lưu ý tránh nơi có gió quá mạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ và sự phát triển của sen. Lưu ý chọn nơi có thể thuận tiện cho việc chăm sóc, tưới nước sau này nữa nhé. Yếu tố thứ hai, nguồn nước. Hãy giữ cho nước trong chậu sen luôn sạch. Bạn cần xả tràn nước từ 1 đến 2 ngày một lần. Điều này sẽ giữ cho nước trong chậu luôn được lưu thông, sạch sẽ. Đặc biệt là giữ mát cho sen khi thời tiết nắng nóng. Yếu tố thứ ba, dọn dẹp vệ sinh chậu thường xuyên. Hãy cắt tỉa những lá già, lá héo hoặc những lá có dấu hiệu bị hỏng. Việc này sẽ giúp cây sen dành dinh dưỡng để phát triển ra những mầm lá mới. Vớt bèo, rong rêu hoặc lá cây khác rơi trong chậu, đảm bảo sen có môi trường phát triển tốt nhất. Yếu tố thứ tư, bổ sung dinh dưỡng. Sau khi mặt chậu đã phủ kín lá nằm hoặc có khoảng 4 đến 5 lá đứng, bạn hãy bổ sung phân bón cho sen. Đây là dấu hiệu chậu sen của bạn sắp có nụ hoa bói. Để sen được xanh tốt, phát triển chiều cao tối đa, ra nhiều hoa, màu sắc đẹp, bạn bón phân NPK khoảng 3 đến 4 tuần một lần. Mỗi lần bón khoảng 15 gram phân cho chậu đường kính 30cm. Có thể rải ngay trên bề mặt bùn hoặc gói vào giấy và vùi xuống bùn sâu khoảng 3cm. Lưu ý đừng bón phân quá liều lượng, điều này sẽ khiến sen không kịp hấp thụ, phân bón bị tồn đọng trong bùn, làm mặn đất và có thể gây hại cho sen. Trên đây là 4 yếu tố rất quan trọng để một chậu sen có thể phát triển rực rỡ. Nếu bạn có kinh nghiệm nào hay, hãy chia sẻ với Sen Vô Ưu và mọi người nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.